Hai mọi người ha, thì mình với anh Leo đang đi vô cái mall của Montgomery á, là cái mall này là mall lớn á, tại vì mình thấy là iPhone nó ra iPhone 10s Max thì mình muốn coi thử ơi, cái iPhone nó như thế nào và ra làm sao, nên mình rủ anh Leo là cái mall này nó là lại cái Apple Store của nó luôn. Để coi nó đẹp đến cỡ nào. Thì nghe nói ông xã nói thì cái giá của nó chỉ 1.000 mấy thôi, 1.001 thôi. Còn cái nhỏ thì hình như là chỉ có 990 thì phải. Rồi anh xã nói là Apple sẽ cho mình đổi cái máy của mình vô, cái máy mình giống như máy cũ hay máy mình đang xài đổi vô để lấy cái máy Apple luôn. Đây là cái mo bự. That's the first time I come here. Lần đầu tiên mình đi tới đây luôn. Mall này mall bự. Đi mall thì nó bán quá trời đồ, quá trời quần áo. So you need to watch the map. Hôm nay cũng là tối thứ bảy cuối tuần nên nhiều người đi ra mall chơi. Mall thì rất là sang chảnh ha. Quá trời đồ. Trời bự luôn. Trời hôm nay tự nhiên nó cũng lạnh. Đang kiếm ở chỗ nào vô. You know where the Apple Store is? Thank you. Vô mấy chỗ này chóng mặt quá. Darling, we come here first. Đây là cái thương hiệu Bath Body Works. Cái thương hiệu mà sữa tắm nó nổi tiếng á. Darling, this one for body wash hả? Good. And what they have body wash hả? Candle. This one là almost là body wash nổi tiếng á. Ở cái tiệm nè, quá trời body wash luôn. So you think candle that's good? We can buy one for home. That smell good. Yeah. This one smell for the room, right? Cái này là làm cho cái phòng mình nó làm có cái mùi nó thơm á. This one, what is it? Bacon. Pumpkin pecan. Pumpkin pecan. Không biết loại nào tốt. Quá trời tiệm luôn. Đó, cái tiệm này vừa bán sữa tắm rồi vừa bán nó sâu tròn xem. Yeah. Xem the body wash. Body's over there. These are all candles. Candle, yeah, this candle. So you want candle or not? $12. That is expensive, right? No. Okay, we go. Wow,
quá trời lá cờ. Go upstairs. Go Akura. Akura đẹp quá. This one Akura, right? Akura ở đâu lên? Đang đi trước cửa của Apple Store ha. Thì nó không có cho quay phim đâu, nó chỉ cho mình vô coi chụp hình thôi. Thì mình chụp hình được vài tấm. Thì nó có iPhone S và sao cái này nó có gì ta, không nhớ. Mình chụp hình không nhớ, tại không có nghiện iPhone nên không có rành lắm. iPhone S và iPhone SS Max. À, nó có hai cái iPhone XS và XS Max. Cái GB của nó là 256, 500 mấy và 64. Và nó bự, và cái bự nhất thì nó là 1449 đồng. Hầu như ở đây thì chỉ trả hàng tháng thôi. Để lát mình về mình coi, mà mình cho mọi người coi giá. Giờ mình với anh xã leo đi trong mall. What they do? Different countries. Ah. Peru, El Salvador. Okay. Go.